Chuyện nghĩ gì? Bạn suy nghĩ coi. Sáng mà tổng kết nó còn nghỉ, bế giảng nó còn nghỉ, khi mà sơ kết học kỳ 1 nó nghỉ mà. Có bớ êm gì nè. Bớ êm hả? Mãi hết á. Thì nế. Bọn bộ đôi gì vậy chứ sao? Thì nế. Atlantico. Cửa có. Ấy xe nha bác. Gian khu vực gần khung thành không có lừa tào lao, lừa mất bóng thua sao? Buộc đấy phối hợp đi. Nên một